Hello, xin chào mọi người. Lại là mình đây, mình là Vũ Quý Hòa. Hôm nay mình rất vui quay trở lại với mọi người ở vấn đề chia sẻ với các bạn về cách bù chỉ số thiếu con số 7. À, các bạn cũng biết là trong bộ môn nhân số học đó, thì ngoài chỉ số đường đời của chúng ta, khi chúng ta phát triển lên một cái level cao rất là tốt, cái luồng năng lượng của nó giúp cho cuộc sống của chúng ta phát triển rất tốt. Tuy nhiên, những cái chỉ số mà hỗ trợ trong cái bộ số của chúng ta thì nó lại có một vấn đề nữa là chúng ta lại bị những cái chỉ số thiếu. Nó sẽ làm cho ảnh hưởng cho cuộc sống của chúng ta không phát triển một cách hoàn thiện nhất. Mà để mà phát triển được hoàn thiện nhất thì chúng ta phải biết chỉ số thiếu của chúng ta là gì và chúng ta bù đó. Thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách bù chỉ số 7. Như các bạn biết, trong bộ môn nhân số học là con số 7 của chỉ số đường đời nha. Mình đang nhấn lại là con số 7 của chỉ số đường đời ấy, thì nó rất quan trọng ở cái vấn đề là gì? Là một con số có một chút thì đó gọi là tâm linh, và ngoài ra là cái sự trải nghiệm con số 7, cái luồng năng lượng rất là cao ở cái chỗ là chúng ta sẽ gặp rất là nhiều sự thất bại trong cuộc sống, nhưng chúng ta lại học được rất là nhiều bài học, và sau đó những cái bài học đó giúp cho cuộc sống của ta cực kỳ phát triển và đưa lên một cái đỉnh cao mới. Đó là lý do tại sao mà các bạn là khi mà ngoài cái việc chỉ số đường đời thì chúng ta lại sẽ có chỉ số thiếu là con số 7 ấy, thì chúng ta phải bù lấp nó. Nó là một con số của kiến thức, của sự trải nghiệm. Và mình mong rằng những bạn mà thiếu số 7 thì lưu ý những cái sự hướng dẫn này để mà các bạn bù tốt nhất. Các bạn phải luôn luôn mở lòng ra với những người xung quanh để mà có thể là chia sẻ với họ. Về hướng ngoài chia sẻ ra thì hướng bên trong các bạn lại phải học hỏi về rất là nhiều. Các bạn phải chịu khó đọc sách báo hay là coi phim ảnh. Ví dụ mỗi một người có một cái gu, có những người có cái gu tĩnh thì thích là đọc sách. Thì các bạn phải nên đọc sách để thu thập thêm cái lượng kiến thức. Có những người gu động thích là xem phim để mà có cái trải nghiệm mới, để mà cảm nhận được những cái mới, học tập được những cái hay, thì các bạn nên là xem phim. Vấn đề quan trọng của người thiếu số 7 là gì? Là các bạn đang bị hạn chế về khả năng tiếp thu kiến thức, thì các bạn phải tập trung tiếp thu kiến thức thật là nhiều, dù là trong cuộc sống qua đọc sách hay qua xem phim, thì đều là bồi dưỡng cái lượng kiến thức cần thiết cho mình. Và sau đó cái lượng kiến thức đó nó phải luân chuyển cho chúng ta bằng cách là chúng ta chia sẻ lại cho những người xung quanh, cho cộng đồng, của những người tương tác với chúng ta, thì lúc đó là các bạn sẽ bù được chỉ số 7. Ngoài ra có một điều đặc biệt nữa, nó hơi hướng về tâm linh một chút và nó cũng mang tính chất là giúp cho các bạn tốt hơn trong cuộc sống của các bạn. Đó là vấn đề mà người thiếu chỉ số 7 á, thì tập cách thiền định. Tại vì chúng ta trải nghiệm rất nhiều. Trong mỗi một ngày chúng ta sẽ có những cái va chạm trong cuộc sống, những cái khó khăn nó xảy ra trong cuộc sống của chúng ta, thì chúng ta sẽ dành thời gian chiêm nghiệm bằng việc thiền. Có thể trước khi đi ngủ các bạn dành khoảng 5 phút, các bạn thiền định, các bạn tập trung, các bạn thư giãn và các bạn suy nghĩ về những trải nghiệm trong ngày vừa qua và làm cách nào để giải quyết được cái bài toán trong ngày đó, thì đó là một cái thời gian chiêm nghiệm rất là tốt. Cuối ngày thì các bạn cứ tập như vậy, mỗi ngày một chút, có thể là 5 phút, 10 phút, 30 phút. Thì lúc đó khi các bạn tập trung vào thiền, vào cái mục tĩnh đó, thì các bạn sẽ xử lý được rất là nhiều thứ. Và cuộc sống của các bạn sẽ cảm giác thoải mái. Cái luồng năng lượng của con số 7 ấy, nó sẽ giúp các bạn rất nhiều. Nó sẽ bù hoàn toàn cái sự thiếu hụt con số 7 đó. Chúc các bạn thành công.